Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Chú cha ơi, quý bà con mình nghe cái thông tin gì chưa? Ôi ôi, lâu rồi không gặp chúng ta kêu bằng lo làm việc và lo chăm sóc cái anh hai bong bóng này mà chúng ta quên đi một người. Đó chính là chị Ve Thị Lê Bành. Ông nội ơi, ôi chị Ve có show rồi bà con ơi. Ừ, chị Ve chuẩn bị hát một cái show, mà cái show này tới 30 tháng 8 mới diễn ra. Nhưng cái vụ đó người ta không có la rùm, người ta cũng không có quan tâm nhiều, mà người ta quan tâm tới một người, đó là ai và cái sự việc đó như thế nào. Rất mong quý bà con cô bác mình nhìn chút ít thời gian ra, gán mà coi hết giùm em. Rồi bây giờ không để cho quý bà con mình chờ lâu, ngay bây giờ xin mời tất cả quý bà con mình cùng theo dõi. Chắc hẳn là không biết quý bà con cô bác mình có nghe tới cái biệt danh là chị mà kêu bằng Thủy, mà kêu bằng Trư Bát Giới chưa? Ừ, mình nói Trư Bát Giới là dạng như mình còn nương nương. Còn có nhiều kênh YouTube kêu trời đất ơi, các anh em kêu rằng Thủy mặt lợn. Ừ, nó tại vì chị ta rất là dễ thương. Ừ, cái mỏ chị ta nó nhọn nhọn đồ các kiểu. Và kiểu như chị ta cũng hơi giống như Trư Bát Giới vậy đó quý bà con đó. Thì có rất là nhiều quý bà con cô bác biết được cái thông tin là cái chị mà kêu bằng Thủy mặt lợn này, chị ta là một bầu xô. Thì có nhiều người vô cãi nói không phải đâu, trời đất ơi cái bà này bà bán kem trộn mà. Và cái bà này ngày xưa, trời đất ơi ngày xưa đã từng lên binh vực cho chị Loan, mà giờ quay xe lại, giờ binh ngược lại cho chị Ve với cô Sáu, đúng không? Nhưng bây giờ theo cái sự tìm hiểu của em thì cái chị mà kêu bằng Thủy Trư Bát Giới đó, chắc chắn chị ấy là kiểu như là bầu xô. À, mà bầu xô trong một cái mà kêu bằng cái phòng trà thôi quý bà con. Cái phòng trà này trên Bến Thành đó, ở Bến Thành có một cái bài báo của báo Thanh Niên đăng như thế này. Thì em xin phép đó, em đọc sương sương, kiểu như em tóm tắt lại cho quý bà con mình nghe thôi, chứ nó cũng không có bao nhiêu đó thôi. Cái kiểu á là cái chị mà Trư Bát Giới này chỉ mời Bành Thị Lê Ve đi hát một cái phòng trà đã. Rồi mà cái đêm diễn đó nó diễn ra vào ngày 30 tây tháng 8 đó, quý bà con mình nghe kịp chưa, 30 tây tháng 8. Nhưng ta bị đất ơi, sau khi mà công bố á, là chuẩn bị mà mời cái chị Ve này về hát, ông nội ơi, ta nói khán giả yêu thương của mình, ta nói vô tràn vô quánh còn một sao, quánh một sao cái phòng trà đó luôn. Rồi chị Trư Bát Giới tức quá, không biết làm gì, bây giờ lên cử khán giả, lên chữ khán giả luôn. Ừ, kiểu vậy nè. À, chị nói vậy nè quý bà con. À, tôi không hiểu sao mà khán giả lại không cho bé Ve một con đường kêu bằng ca hát trở lại. Mặc dù tôi biết bé Ve đang kiểu như dướng vô ồn ào drama quá nhiều, nhưng tôi muốn có cơ hội để dành cho một người có tài năng thật sự, một người đam mê ca hát, một người có cái giọng hát rất là hay, nên tôi muốn mà kiểu như mời em ấy vô hát. Thôi đi bà nội, bà đừng có xạo ke, em đang nói cái bà Trư Bát Giới đó quý bà con. Xạo quá. Ồ, em nói cho quý bà con nghe nè, trời ơi ngày xưa bà đã từng mà kêu bằng lên binh vực cho chị Hồng Loan. Còn ta nói còn nhiều cái lời mà kêu bằng lời lẽ gì mà ta nói nó vô cùng thiếu văn hóa quần đùi, mà nói xấu ở bên phía Sáu Xì Bào với chị Bành Thị Lê Ve. Rồi sau này khi mà kiểu như nhận bản chút ngân lượng từ cái ông anh hai, bắt đầu quay xe lại bêm chị Loan, rồi bây giờ binh giật ngược lại cho mẹ con Sáu Xì Bào. Rồi bày đặt bây giờ trời đất ơi kết nối đồ, làm bầu xô đồ, bầu xô bầu thao đồ để làm chi, để mời bé Ve đi hát. Bà lên bà trách móc, bà nói khán giả ơi đồ, khán giả là những người không biết chuyện, không tạo cơ hội cho một tài năng ông nội tôi. Đây nè, để em nói cho chị nghe nè, chị Trư Bát Giới, tôi biết là bà mập hơn tôi rồi, cái điều đó là cái điều tất nhiên. Trong cái drama này xin lỗi luôn, chưa ai mập bằng chị hết trơn, đúng không? Trời đất ơi, nhìn thấy mắt mệt rồi. Chị nói sao? Chị nói chị muốn tạo cơ hội cho bé Ve hát hả? Đúng không? Rồi bây giờ cái phòng trà của chị nó bị quánh giá một sao, rồi chị lên chị gầy khán giả, chị trách móc khán giả là sao? Xin lỗi chị luôn, em nói cho chị nghe nè, chị mở live show, chị live thao hay là live chậu, live gì đó tôi không biết, ai cũng được.
Nhưng tuyệt đối chị đừng làm ơn, chị đừng có mời cái bé Bành Thị Lê Dê. Trời ơi, chị đã nhìn thấy trước mắt, đã biết bao nhiêu cái sân khấu đã banh chành, đã tanh banh gì chị Dê. Mà bây giờ chị mời, chị biết đó là kêu bằng cái chị biết rồi mà chị còn dán nhào vô. Rồi bây giờ chị trách móc khán giả là trách móc sao? Tại sao chị không trách con Bành Thị Lê Dê cả? Nó có tôn trọng khán giả chưa? Nó có coi khán giả là một người khán giả hay không? Hay nó coi khán giả là một cái gì đó kêu bằng y chang như kẻ thù của nó? Người ta đã từng bỏ tiền ra, người ta đi coi nó ca nó hát, người ta đang cho nó kêu bằng cái chén cơm manh áo, cho nó danh phận, cho nó này kia các kiểu. Đó là những người khán giả, đúng không? Trời đất ơi, khán giả người ta bỏ tiền, người ta mua vé, người ta coi, có phải là cho nó không? Thì bây giờ khán giả được quyền tẩy chay chứ, đúng chưa? Mà đâu phải một người, rất 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 nhiều người, người ta không có thích cái nữ ca sĩ này, một người ca sĩ lương thị mắt lẹo, đúng không quý bà con? Trời đất ơi, có ai ca sĩ mà giờ đòi đồng sở hữu với nhà chị Hồng Loan không? Rồi có ai ca sĩ mà lên thách thức là chửi khán giả không? À, bà ngon quá, bà đi trả tiền BH giùm tôi đi. Ừ, bà rảnh quá, bà ở nhà bà không lo. Rồi gì, nhà chị có ai mất không chị, để em vô em thầu đám tang cho chị. Trời đất ơi là trời, ông nội tôi nghe cái tôi muốn xỉu. Ừ, ca sĩ dữ chưa? Ừ, ca sĩ chuyên nghiệp đó, ca sĩ giải ba sao nói ngôi đó. Đây nè, nói cho chị chưa bắt giới nghe chơi, em nói thiệt với chị á, chị mời ai chị mời, chị đừng bao giờ mà chị mời bé Bành Thị Lê Dê. Và thậm chí mai chiều này nhắc nhẹ cho chị nhớ nè, hai bong bóng cũng vậy, đừng đừng, trời đất ơi, chị muốn chuốc họa vào thân á thì chị cứ mời đi. Rồi chị đừng có trách móc, rồi chị đừng có lên báo này báo nọ, chị dùng truyền thông rồi chị làm này nọ lọ chai. Em nói thiệt với chị nè, bảo đảm chị luôn, chị phải bỏ tiền ra để chị mời một hai cái nhà báo uy tín tại Việt Nam để gì viết báo cho chị, đúng không? Chứ không phải tự nhiên khơi khơi mà báo chí lại viết giùm cho chị những cái người kiểu như chị đâu, đúng không quý bà con? Trời đất ơi, bây giờ bình thường nha, chúng ta làm chuyện gì đi, chúng ta muốn kêu nhà báo xuống ghi cho mình, viết cho mình bài báo hả? Không có đâu, trời đất ơi, đâu phải chuyện đơn giản. Chắc ta đi bằng bằng xăng nước lạnh nè, chắc ta đi bằng nhiên liệu này, và chắc ta không ăn không uống không di chuyển không tiền này tiền nọ tiền lọ tiền chai, đúng không? Trời đất ơi, bây giờ dùng tới truyền thông chính thống mà đặt lên, ôi nói này cái gì đánh giá một sao, rồi bé Dê biết trước là này bé Dê không nhận bà đặt xấu ke. Trời đất ơi, em bật mí cho quý bà con biết luôn nè, có thật sự á là cái chị mà kêu bằng Trư Bát Giới này chỉ là bầu xô hay không, hay là chị Dê đã tìm tới chị ta PR, hay là chị ta vạch ra cái chiêu trò? Ừ, bây giờ cưng lên đi, cưng nói vậy 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 giùm chị nghe. Ừ đó, rồi bắt đầu cưng nói đi, rồi bắt đầu mình kêu báo chí để mình đăng lên các kiểu, đúng không? Có cơ sở hợp lý nha, bày đặt lên báo rồi bắt đầu viết. Ở đây mình không có nói về nhà báo mà mình nói cái ý cái cách của cái chị mà Trư Bát Giới này, chỉ nói chuyện một cách vô cùng mà thách thức khán giả. Gì vậy, tại sao không cho một người ca sĩ tài năng cho nè? Mà giờ tôi đồng ý tài năng có đó, có đạo đức không? Ca sĩ là thứ nhất có tài không, chưa có đủ. Ca sĩ là vừa có đạo đức, cái đạo đức mới là cái quan trọng, đạo đức nghề nghiệp. Còn nhớ lời cậu Năm dặn không chị Gia? Một khi mà con đứng trên sân khấu hát mà khán giả người ta quay lưng lại vậy nè, đó, người ta không thèm coi con á là coi như con xong, coi như con thất bại, đúng rồi. Hôm nay giờ khán giả lên, khán giả ta ngồi ta coi, người ta đương nhiên ta ngước mặt lên ta coi ca sĩ ca, mà giờ tới chị hát người ta quay lưng lại, vậy thì còn gì gọi là ca sĩ? Vậy thì khán giả người ta có yêu quý chị chưa, đúng không? Trời đất ơi là trời, thôi bây giờ tôi chạy luôn. Rồi thêm một cái thông tin nữa nè quý bà con, cái thông tin này nó cũng đặc biệt là kêu bằng chấn động nha, liên quan tới cặp đôi hay bong bóng mời cái chat thôi, mời cái chat. Em coi ở trên cái bản tin của ông anh hai đó, ông anh hai đã mua hai chiếc nhẫn kim cương, hộp sòn, châu báu đá quý
hai chiếc nhẫn, thì quý bà con mình biết rồi, giờ mua nhẫn làm gì? Không lẽ giờ mua nhẫn đeo ngón chân đúng không? Nghe đâu không có nghe luôn, mà cái này là nghe có nha. Sắp tới đây hai bong bóng sẽ kêu bằng gán gồng lên, gồng gồng cho mạnh mẽ lên, để chính thức mà kêu bằng lên cái chiếc xe bông, lên xe đầu gồng. Ủa bây không 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 xe bông bự, xe bông khác, xe đầu gồng nó khác. Ừ, xe đầu gồng là nằm không à, xe bông ngồi. Ừ, lên xe bông với chị Lê Lê. Chà, chuyến này có bộ im mà căng dữ nha. Ừ, cái bộ chuyến này là hạnh phúc nhỏ mà kêu bằng niềm vui to đâu các kiểu. Thì em nghe một cái bài viết á, nói là sắp tới đây hai bong bóng sẽ chính thức lên xe bông với chị bông hậu bông bông Lê Lê đó. Thì bây giờ em đố quý bà con nè, họ đang làm màu hay là họ đám cưới thiệt? Rồi giờ lỡ làm màu thì sao, mà đám cưới thiệt thì sao, nó có vấn đề xảy ra gì không? Thì quý bà con mình nên nhớ giùm em vậy. Nếu á mà hai cái người này mà thật sự lấy nhau làm vợ chồng á, thì sao, thì sẽ không lâu đâu quý bà con, thiệt thì sẽ không lâu. Và đặc biệt nếu mà ông anh hai này lấy chị bông hậu để làm chồng, cái người mà có lợi chính là ông anh hai bong bóng. Tại sao? Bây giờ lấy nhau khoảng chừng năm được không, làm giấy kết hôn xong được năm không, 1 năm sau lấy giấy kết hôn xong, giờ tôi ly dị bà, ly dị thì sao, ly dị thì tài sản của vợ chồng chia đôi, đúng chưa, hay không? Tính toán trong đầu, đã tính toán rồi đó, chứ không phải tự nhiên khơi khơi. Quý bà con mình thấy trời đất ơi, ông hai này ông thương chị Lê Lê không có đâu, không có. Tại vì em á nha, theo cái con mắt của em nhìn á, trời đất ơi, tại em cũng nói chơi chứ không có, quý bà con cái này không có em vậy nha. Theo em ông hai bong bóng này ông gồng dữ lắm, thiệt nhìn là biết rồi, gồng để mà đạt được cái mục đích thôi đúng chưa. Rồi bây giờ á, nếu mà thật sự mà kêu bằng có giấy kết hôn rồi này kia các kiểu á, em bảo đảm quý bà con, nếu thật sự xảy ra không lâu đâu, 6 tháng hoặc là năm là cùng, là sẽ kêu bằng đường ai nấy đi, và sẽ có nhiều cái bóc phốt tiếp cho quý bà con mình coi nè, đúng không? Thì quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào về cái vụ việc mà cái chị mà Tư Bát Giới đó chỉ mời về cho bé ve thị bành, rồi giờ chỉ cử khán giả luôn. Quý bà con mình để lại cái suy nghĩ của quý bà con mình, và cái gì ta, cái suy nghĩ và cái ý kiến của mình cho em biết nha quý bà con. Còn bây giờ xin phép chào tất cả quý bà con, hẹn gặp quý bà con cô bác mình trong những cái video kế tiếp. Xin chào, hẹn gặp lại.